Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay nói chuyện một chút về cái con chó Lai. Rất nhiều người hỏi là em cho Lai con rốt với lại con béc dê được không? Em cho Lai con rốt với lại con chó ta, con này con kia được không? Đó. Thì câu trả lời của mình là không nên. Vì sao? Một cái giống chó thuần chủng ấy là nó đã được chọn lọc qua rất rất nhiều đời, nó mới ra được một cái giống chó thuần chủng ổn định. Thì không để mà có được những cái đặc điểm tốt của một giống chó thì không có cái lý do gì mà chúng ta lại đi làm một cái việc ngược lại, là chúng ta lại đi từ một cái giống chó thuần chủng ấy chúng ta lại tạo ra những cái giống chó lai để làm gì. Bởi vì ở trong giống chó lai nó sẽ tiềm ẩn rất là nhiều rủi ro về các cái bệnh nọ bệnh kia chúng ta không kiểm soát được. Cái đó là nó phát sinh bất kỳ ở trong các cái giống chó lai, về cả về bệnh tật rồi về rất rất nhiều thứ khác. Còn nếu mà nói về ngoại hình thì con chó lai thường là nó sẽ không đẹp bằng hai cái giống chó gốc. Nếu mà nói nhìn về ngoại hình, cả về ngoại hình và cả về cái sức khỏe, nó cũng không có một cái gì để nó đảm bảo về cái sức khỏe của con chó lai cả. Cho nên là nếu mà mọi người mà hỏi mình những cái câu hỏi theo kiểu như là cho lai cái con này với con kia được không, lai giống chó này với giống chó kia được không, thì câu trả lời của mình là không nên. Cái đấy nó cần những cái người có chuyên môn, người ta tạo ra trên thế giới, người ta có tạo ra một vài cái giống chó mới, nhưng đấy là cái câu chuyện mà người ta phải làm trong vài chục năm. Và người ta có sự nghiên cứu với các giống chó và người ta có nhiều những cái con chó tốt, những cái con chó gốc của người ta là những cái con chó khỏe. Và người ta có một cái lịch trình và người ta phải trả giá nữa, chứ nó không có đơn giản để tạo ra được cái giống chó mới. Còn mọi người mà hỏi là lai giống này với giống kia, thường mọi người chỉ nghĩ đến một cái đời của con chó thôi, một cái đời sau thôi. Thì mình khuyên mọi người là không nên lai cho lai các cái giống với nhau. Mà mọi người nên giống nào thì chúng ta sẽ cho nhân giống với giống ấy, thì nó sẽ đạt được một cái sự ổn định về cái sức khỏe, cũng như là con chó nó sẽ có cái ngoại hình đẹp hơn. Nhìn chung là như vậy, con chó thuần chủng nó sẽ có cái ngoại hình đẹp hơn là con chó lai. Và cái con chó thuần chủng nó có cái sức khỏe ổn định, sức khỏe tốt hơn là con chó lai đó. Bởi vì là gần đây từ cái câu hỏi này là rất nhiều bạn hỏi mình từ lâu rồi nhá, là đã có trong cái trường hợp này như thế này này, trong cái trường hợp là vì cái trong cái trường hợp này thì chúng ta có thể chấp nhận, nhưng thực sự mà nói là không có khuyến khích. Trong cái trường hợp là các bạn có một cái nuôi một con chó đực chẳng hạn, giả sử như là giống Rottweiler này, những cái người hàng xóm có thể là người ta có những cái con chó ta, con chó pha, người ta muốn xin giống thì từ chối thì nó cũng dở. Thì ok, các bạn trong cái trường hợp như vậy thì các bạn có thể là cho người ta lấy giống để này kia, ra một con chó nó khôn hơn một chút, ra một con chó nó nhìn nó đẹp hơn hay như thế này thế kia, chưa chắc nó đã đẹp bằng con chó ta đâu mọi người nhá. Con chó lai ấy, mọi người nhớ là như thế, mỗi một giống chó về cái hình thể của nó có những cái đặc điểm cân đối. Và nếu mà nói là đẹp ở đây là cái đẹp về cái mặt chuyên môn ấy, thì cái giống chó gốc thường nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà bởi vì giả sử mọi người thích cái kiểu như là lông như là con rốt này và nó to hơn một chút thì ok, trong trường hợp đấy thì mọi người có thể cho lấy giống này kia. Nhưng mà hỏi có nên hay không thì không nên. Con chó ta thì nên là cho con chó ta. Còn mọi người thích cái con rốt, mọi người nên tìm một con rốt thuần chủng mọi người nuôi, đừng pha. Bởi vì trong cái khi mà pha lai các cái giống chó với nhau ấy thì nó phát sinh rất nhiều các cái trường hợp là nó phát sinh bệnh, nó phát sinh bệnh nọ bệnh kia. Có thể lúc có thể có những cái đàn đấy, những cái trường hợp ấy có thể nó phát sinh ngay từ lúc bé, nhưng có thể trường hợp nó phát sinh đến khi lớn lên 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi, lúc đấy nó phát sinh. Và khi ấy nó phát sinh thì nó rất là dở, bởi vì chúng ta cho con chó hoặc chúng ta bán con chó cho một cái người nào đấy, người ta nuôi mà thời gian nó gắn bó tình cảm rồi thì nó lại ra đi rất là sớm theo kiểu nhỡ nhàng như thế. Và nó ra đi về bệnh thì nó đau buồn đó, bởi vì nó có thể là nó có cái bệnh nó kéo dài hay nó phát sinh này kia, nói chung nó sẽ có rất nhiều cái nguy cơ tiềm ẩn rủi ro. Một cái giống chó thuần chủng mà
gen giống tốt, tại sao mà cái con chó cũng là con chó thuần chủng, giả sử như con rốt này chẳng hạn, hay bất kỳ giống chó thuần chủng nào khác, thì ở các cái trại lâu năm, các cái trại gọi là mình chúng ta gọi là trại tốt, thì cái giá con chó con nó lại đắt hơn là những cái thường, nó sẽ đắt hơn, có thể nó đắt gấp đôi, đắt gấp ba là những cái người nuôi cá nhân này kia. Nhìn chung nó là như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì là bản thân cái giống chó thuần chủng người ta còn phải chọn lọc gen, mọi người nhá, người ta vẫn chọn lọc tiếp. Để làm gì? Để người ta loại bỏ dần những cái con mà nó có thể sinh ra những cái con mang bệnh, có bệnh nọ bệnh kia, thì người ta sẽ chọn lọc, người ta bỏ đi, người ta giữ lại những con khỏe thôi. Người ta chọn lọc để mà cái con chó thuần chủng nó vẫn giữ được nó khỏe. Bởi vì cái giống nào nó cũng thế thôi, nó sẽ có phát sinh thoái hóa. Đấy, cái đấy là cái mà chúng ta có thể dễ dàng để chúng ta có thể hiểu được. Là cái con chó thuần chủng đấy rồi, nó ok như thế rồi, nhưng người ta vẫn phải lọc, là lý do vì sao? Một là đã tốt, nay còn tốt hơn, ai cũng muốn con chó nó còn khỏe hơn nữa. Hai nữa là để loại bỏ các những cái trường hợp mà con chó nó bị thoái hóa, hay là nó có phát sinh cái nọ cái kia, nó ra những cái bệnh này kia. Đó là cái con thuần chủng còn phải làm như vậy. Thế mà cái con chó lai thì chúng ta chẳng biết là nó như thế nào cả. Đấy là gọi là rất là hên xui. Và đấy, nhắc lại cho mọi người là cái con chó lai thì thường là nó không được đẹp bằng hai con chó gốc, hai con chó nguyên gốc, hai con chó thuần chủng. Còn có thể là có những cái người là bảo là ụt, tôi nhìn thấy cái con chó lai thì nhìn nó đẹp, nó đẹp hơn cả con thuần chủng. Đó nó là thiểu số thôi. Các bạn thích cái con chó của các bạn yêu quý nó thì các bạn thấy nó đẹp, ok. Nhưng mà nếu mà đặt một cái con chó lai đấy ở cạnh một cái con chó thuần chủng, giả sử một con rốt lai đặt cạnh một con rốt thuần chủng, để hai con ở cạnh nhau rồi các bạn nhìn, thì lúc ấy các bạn hãy đánh giá là xem là con nào là con đẹp hơn. Mình khẳng định với mọi người là có lẽ là 99% là các cái con chó thuần chủng nó sẽ đẹp hơn. Kể cả là người chủ nhìn cũng thế, hay là người ngoài nhìn cũng vậy. Người không biết con chó nào vào con chó nào nhìn hai con, thì con thuần chủng thường người ta sẽ vẫn cứ nói là con thuần chủng nó đẹp hơn. Bởi vì sao? Bởi vì nó có cái giống thuần chủng là người ta chọn lọc bao lâu rồi, người ta chọn lọc bao năm rồi. Và cái chọn lọc ở đây trong nó bao gồm cả chọn lọc về hình thể, chọn cả chọn lọc về sức khỏe. Đó. Ok, đấy là về các con chó thuần chủng, về các con chó lai, con nên là lai giống nọ với giống kia hay không, thì mình khuyên mọi người là không nên. Bởi vì bản thân mình cũng thực tế cũng nhỡ nhàng ra có những cái trường hợp mà không may cái con này nó phối với con kia, thì mình để ý là nó lại ngược lại với lại cái một số cái kiến thức mà chúng ta học là con lai thì nó khỏe hơn con thuần chủng. Đấy là cái kiến thức lai mà chúng ta học ngày cấp 2. Con lai nó thừa hưởng những cái đặc điểm này, đặc điểm kia, cái đề kháng này, cái đề kháng kia của con thuần chủng. Đấy là cái lý do tại sao người ta tạo ra các cái giống cây lai, các cái giống lúa lai đó. Nhưng không phải là giống lai nào nó cũng như thế đâu mọi người. Kể cả là các giống lúa cũng như vậy. Trong bao nhiêu những cái giống lúa người ta lai với nhau thì nó mới xuất hiện được một cái giống mà đạt yêu cầu, là nó tốt hơn, nó nhận được hai cái ưu điểm của hai cái gốc, giống gốc bố mẹ, thì cái giống đấy là người ta sẽ làm cái giống phát triển ra để ra một cái giống mới với năng suất cao hơn, chống chịu sâu bệnh tốt hơn này kia. Chứ không phải là bất kỳ hai giống nào thuần chủng ban đầu mà cho lai với nhau mà nó đều ra một cái giống tốt hơn hai cái giống ban đầu, nó không phải như thế. Thế cho nên là nhiều khi là chúng ta cũng có một cái những cái kiến thức rất là dài, nhưng mà người ta đúc kết lại thành có một hai câu, và chúng ta lại trong một vài câu đấy chúng ta lại chỉ nhớ một câu hoặc hai câu thôi, thì thành ra là nó ra cái câu chuyện là hiểu sai. Nên là cái về cái chó lai là nó cũng là như thế. Giữa các cái giống gà với nhau cũng thế, cũng chẳng phải là giống gà nào nó cũng cho lai với giống gà nào được. Chứ nếu mà không ấy thì người ta cho lai với nhau thì nó ra lai mà nó cứ ra được cái kết quả tốt thì người ta đã cho lai hết rồi các cái giống với nhau. Nhưng mà không phải là cái nào nó cũng làm được như vậy. Đó. Thì cái câu chuyện về cái con chó lai thì nó là như thế. Chốt lại là chúng ta không nên cho lai các cái giống chó khác nhau với nhau, mà chúng ta nên cho những cái con chó thuần chủng nó ghép đôi với nhau.
bản thân những con thuần chủng nó ghép đôi với nhau thì chúng ta vẫn còn phải chọn lọc, chứ không phải là hai cái con là hai giống khác nhau thì chúng ta sẽ không biết là nó sẽ ra như thế nào. Ở trong một cái đàn lai ấy thì mọi người sẽ thấy là con giống con mẹ, con giống con bố, có con thì ở mức giữa nửa bố nửa mẹ. Đấy là khi mà giữa các cái giống với nhau, giả sử như là dễ thấy nhất, giả sử như rốt này, mọi người sẽ thấy là cái con rốt này nó có thể nó hay gặp cái trường hợp con rốt này là cho phối với con béc dê lai, hay gọi là con chó ta, như nó là con béc dê lai, lai nó lai béc dê rồi thì nó to to một chút, nó khoảng tầm con chó ta nó khoảng tầm hai mấy cân chẳng hạn, kiểu như thế. Người ta cho lai với nhau thì mọi người sẽ thấy ở trong một cái đàn chó ấy, nó sẽ mỗi con nó một kiểu. Và ok, tiện đây thì sẽ nói luôn lại cái câu chuyện mà phân biệt con Rottweiler thuần chủng và con Rottweiler lai nhá. Chờ anh một tí.